tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Suy thoái toàn cầu ngày càng trở thành hiện thực, câu hỏi đặt ra không còn là có hay không xảy ra, mà là khi nào sẽ xảy ra và suy thoái toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến Canada như thế nào? Chúng ta nên làm gì để đối phó khi suy thoái diễn ra? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin hôm nay. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo suy thoái đang là một từ khóa nổi bật trong các tin tức quốc tế. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, tháng trước ngân hàng thế giới đã đưa ra lời cảnh báo rằng thế giới có thể tiến tới một cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2023. Các cuộc khủng hoảng tài chính ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển sẽ gây hại lâu dài. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng lãi suất trong năm nay với mức độ đồng bộ chưa từng thấy trong vòng 5 thập kỷ qua và điều này có khả năng sẽ còn tiếp tục trong năm tới. Tuy nhiên, hiện tại thì quỹ đạo dự kiến của việc tăng lãi suất và các hành động chính sách khác có thể không đủ để đưa lạm phát toàn cầu trở lại mức của trước đại dịch. Các nhà đầu tư dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất chính sách tiền tệ toàn cầu lên gần 4% cho đến năm 2023, tức là tăng hơn 2 điểm phần trăm so với mức trung bình của năm 2021. Để cắt giảm lạm phát toàn cầu xuống một tỷ lệ phù hợp với mục tiêu của họ, thì các ngân hàng trung ương có thể cần phải tăng lãi suất thêm 2 điểm phần trăm. Nếu căng thẳng tài chính thị trường xảy ra, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ chậm lại còn 0,5% vào năm 2023, trong khi mức giảm 0,4% tính theo bình quân đầu người đã được xem là suy thoái toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu hiện đang trong giai đoạn suy thoái mạnh nhất sau sự phục hồi sau suy thoái kể từ năm 1970. Niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu đã sụt giảm mạnh hơn nhiều so với thời kỳ suy thoái toàn cầu trước đó. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì chỉ cần một tác động vừa phải cũng đủ để đẩy nền kinh tế toàn cầu trong năm tới rơi vào suy thoái. Mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã hạ triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2023, cho biết rằng năm tới sẽ giống như một cuộc suy thoái đối với nhiều quốc gia và điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ ở mức khiêm tốn 2,7% vào năm 2023, giảm so với mức 2,9% mà họ đã ước tính vào tháng 7. Ước tính tăng trưởng trong năm tới của Hoa Kỳ sẽ giảm chỉ còn 1%. Ước tính khối 19 quốc gia châu Âu sẽ chỉ tăng 0,5% vào năm 2023, khi khối này lao đao sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine và kéo theo giá năng lượng. Trong đó, nền kinh tế Đức hiện dự kiến sẽ giảm 0,3% vào năm 2023, IMF trước đó đã dự báo mức tăng trưởng 0,8% cho nước này. Ý thì dự kiến sẽ chứng kiến tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 0,2%, giảm mạnh so với dự báo tháng 7 là 0,8%. Ở Canada, ước tính tăng trưởng năm 2023 đã giảm xuống còn 1,5%, giảm 3 phần 10 điểm phần trăm so với ước tính cuối cùng được đưa ra vào tháng 7. Trong khi đó, ước tính tăng trưởng của Canada cho năm 2022 đã giảm xuống 3,3% so với mức 3,4% của tháng 7. Như vậy là một cuộc suy thoái kinh tế đang hiện hữu trên toàn cầu, trong đó có Canada. Nếu suy thoái thực sự diễn ra, Canada sẽ chịu những ảnh hưởng gì? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh Canada và Thế giới, nỗi lo suy thoái toàn cầu và sự ảnh hưởng đến Canada. Trước khi nói về điều này, chúng ta hãy cùng nhìn lại các cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng đã từng xảy ra trong lịch sử. Trước nhất là khủng hoảng tín dụng năm 1772, những năm 1760 và 1770, Vương Triệu Anh trở nên vô cùng giàu có nhờ vào thương mại và thuộc địa. Các ngân hàng nước này phóng khoáng hơn trong việc cho vay tín dụng với niềm tin về một viễn cảnh thịnh vượng. Ngày 8 tháng 6, 1772, Alexander Fordyce là một trong những đối tác của ngân hàng New James Fordyce và Dow, mang theo khoản nợ chưa thanh toán chạy trốn sang Pháp. Tin tức lan nhanh và dấy lên sự hỗn loạn cho các ngân hàng Anh. Các chủ nợ đứng chật kín trước cửa ngân hàng đòi rút tiền. Khủng hoảng lan nhanh đến Scotland, Hà Lan, nhiều vùng khác ở châu Âu và các thuộc địa khu vực châu Mỹ của Anh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng được xem là một trong những tác nhân dẫn đến nổi loạn tiệc trà Boston và cách mạng Mỹ. Tiếp theo là đại suy thoái 1929-1939. Đây được xem là cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế tồi tệ nhất của thế kỷ 20. Nhiều người cho rằng sự sụp đổ ở thị trường chứng khoán phố Wall 1929 là nguồn gốc khủng hoảng và những quyết định chính sách sai lầm của chính phủ Mỹ càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng Cuộc suy si thoái kéo dài gần một thập niên đã ghi nhận mức thua lỗ khổng lồ. Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục cùng với việc sản xuất lao dốc, đặc biệt ở những nước công nghiệp hóa. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ chạm tới mức đỉnh 25% vào năm 1933. Tiếp theo là khủng hoảng giá dầu OPEC 1973. Khủng hoảng nổ ra khi các quốc gia thuộc tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC quyết định trả đũa nước Mỹ vì hỗ trợ vũ trang cho Israel trong thời kỳ chiến tranh lần thứ tư giữa Iraq và Israel. Các nước OPEC tuyên bố cấm vận dầu mỏ, ngừng xuất khẩu dầu cho Mỹ cũng như là các nước đồng minh. Dẫn đến việc thiếu dầu trầm trọng và tăng giá dầu, nặng nề hơn là dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và nhiều quốc gia phát triển. Tình hình lạm phát cao gây ra bởi giá xăng dầu tăng và kinh tế suy thoái do khủng hoảng kinh tế diễn ra cùng lúc thời kỳ lạm phát đình trệ hay còn gọi là stagflation được nhiều nhà kinh tế học ghi nhận phải tốn đến vài năm sau đó khi sản xuất kinh doanh mới hồi phục và lạm phát trở về mức trước khi khủng hoảng xảy ra. Tiếp theo là khủng hoảng châu Á 1997. Khủng hoảng xảy ra ở Thái Lan năm 1997 và lan rộng đến các nước Đông Á. Dòng vốn đầu cơ từ các nước phát triển đổ vào các quốc gia Đông Á như là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hồng Kông và Hàn Quốc dòng vốn khổng lồ tạo ra tín dụng phóng khoáng, tích lũy nợ ở những nền kinh tế này. Vào tháng 7 năm 1997, chính phủ Thái Lan đã xóa bỏ tỷ giá hối đoái cố định với đồng đô la, vốn đã tồn tại quá lâu, dẫn đến thiếu ngoại tệ trong thị trường. Thị trường tài chính châu Á trở nên hỗn loạn, nhanh chóng kéo theo hàng triệu đô la Mỹ đầu tư nước ngoài ồ ạt rút đi. Hiệu ứng lan tỏa khiến cho các nhà đầu tư lo sợ sự sụp đổ thị trường Đông Á có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải vào cuộc bằng việc đưa ra gói hỗ trợ cho những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm tránh việc vỡ nợ xảy ra. Tiếp theo là khủng hoảng tài chính năm 2007, 2008. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu gần nhất xuất phát từ sự sụp đổ bong bóng nhà đất tại Mỹ. Thời điểm đó, các ngân hàng Mỹ cho những đối tượng có rủi ro về khả năng trả nợ vay thế chấp mua nhà với lãi suất cao. Điều này đã kéo theo một loạt các sự kiện như là tình trạng nợ tín dụng gia tăng, giá nhà đất chạm đáy, thị trường chứng khoán sụp đổ, hệ thống ngân hàng lao đao, thất nghiệp tăng cao. Đỉnh điểm là ngân hàng Lehman Brothers, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới để đơn phá sản vào năm 2008. Cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan sang các quốc gia khác, tàn phá thị trường tài chính thế giới và gây ra thảm họa tài chính lớn nhất kể từ đại suy thoái năm 1929. Nhắc đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008, trong những tuần vừa qua, thị trường tài chính thế giới cũng đã xôn xao câu hỏi liệu lịch sử sẽ lặp lại khi có tin đồn một trong hai ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là ngân hàng Credit Suisse đang trên bờ vực phá sản. Khi có tin đồn ngân hàng này có thể trên bờ vực sụp đổ, các nhà đầu tư đã vội vàng bán cổ phiếu của ngân hàng, trong khi giá cổ phiếu của Credit Suisse đã giảm trong nhiều tháng. Thay vì đi trấn an các nhà đầu tư, ngân hàng này đã đưa ra một bản kế hoạch tái cơ cấu mà theo các chuyên gia đánh giá là vô cùng tốn kém, gây ra sự lo lắng mới về vị thế của ngân hàng. Suy đoán ngân hàng có thể sẽ phá sản được so sánh với sự sụp đổ năm 2008 của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers của Hoa Kỳ được xem là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 2007-2008 được nhắc ở trên. Quay về chủ đề chính, Canada sẽ chịu những tác động gì khi suy thoái gần như là chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí là sẽ đến sớm hơn dự kiến với một tương lai sẽ có nhiều người mất việc làm hơn. Tuần vừa qua, ngân hàng OBC là ngân hàng lớn nhất Canada, đưa ra dự kiến tỷ lệ thất nghiệp ở Canada sẽ đạt 7% trong năm 2023, tăng so với dự báo ban đầu là 6,6%. Các vết nứt đang hình thành trong nền kinh tế của Canada, thị trường nhà đất đã hạ nhiệt mạnh các ngân hàng trung ương đang ở giữa một trong những chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Và trong khi thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, việc làm đã giảm 92.000 trong 4 tháng qua. Ngân hàng Canada tăng lãi suất sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự thay đổi của nền kinh tế. Chu kỳ tăng lãi suất sẽ tạm dừng vào cuối năm 2022 nếu lạm phát tiếp tục có dấu hiệu giảm nhẹ một cách có ý nghĩa. Nếu không thì ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ước tính lạm phát và lãi suất cao sẽ giảm 3.000 đô sức mua của các hộ gia đình Canada trung bình trong năm tới. Riêng ngành du lịch và khách sạn có khả năng sẽ phục hồi tốt sau suy thoái do đại dịch. Mặc dù có nhiều người Canada đã từng trải qua một hoặc hai cuộc suy thoái, nhưng đối với hàng triệu người khác, đây có thể sẽ là một cuộc suy thoái lớn đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của họ. Khi suy thoái xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến công việc, bất động sản và chi phí của bạn như thế nào? Nhà kinh tế Sao Gattieri của ngân hàng Bank of Montreal cho biết, thông thường các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trong thời kỳ suy thoái, nhưng điều đó khó có thể xảy ra vào năm 2023. Ngân hàng trung ương Canada đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi có thể kiềm chế lạm phát. Vì vậy, mặc dù giá nhà có thể sẽ tiếp tục giảm do suy thoái kinh tế làm gia tăng áp lực đè nặng lên thị trường, nhưng chi phí đi vay sẽ không giảm những người sẽ gia hạn các khoản vay thế chấp trong năm tới hoặc là sau đó sẽ thấy một mức tăng vọt trong khoản thanh toán hàng tháng mà họ phải trả. Nhà ở sẽ trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều đối với hầu hết mọi người. Theo một báo cáo mới, giá niêm yết cho nhà cho thuê đã tăng 15,4% vào tháng 9 năm 2022, đạt mức trung bình là 2.043 đô la một tháng đây là mức tăng giá thuê trung bình cao nhất kể từ tháng 4 năm 2019. Giá thuê trong tháng 9 trên khắp Canada cũng cao hơn 4,3% so với tháng trước, là mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ năm 2018. Mức tăng cao nhất được thấy ở tỉnh Nova Scotia, nơi giá thuê trung bình tăng lên 2.453 đô la trên tất cả các loại bất động sản, tức là tăng 35,5% so với năm trước Giá thuê trung bình ở tỉnh British Columbia là 2.682 đô la, tăng 31,2%. Trong khi giá thuê trung bình ở tỉnh Ontario là tỉnh đông dân nhất Canada đã tăng 18,4%, tương đương mức 2.451 đô la một tháng. Thành phố có giá thuê đắt nhất là Vancouver, nơi một căn hộ một phòng ngủ được niêm yết với giá trung bình là 2.590 đô la vào tháng 9. Tiếp theo là Toronto, nơi giá thuê một phòng ngủ ở mức 2.472 đô la. Và tiếp theo đó là Burnaby của tỉnh BC, nơi có giá thuê một phòng ngủ trung bình là 2.292 đô la. London của tỉnh Ontario có mức tăng giá thuê trung bình cao nhất. Giá thuê trung bình cho một căn hộ một phòng ngủ đã tăng 38,8% chỉ trong một năm. Thành phố Calgary có giá thuê trung bình cho một phòng ngủ tăng 29%, khiến nó trở thành thành phố có mức tăng cao thứ hai Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng, Calgary vẫn xếp hạng thứ 12 trong số các thành phố có giá thuê rẻ nhất trong số 35 cộng đồng trên khắp Canada được đưa vào phân tích. Trong khi các thành phố xung quanh miền Nam Ontario và British Columbia, tức là tỉnh BC, có giá thuê trung bình cao nhất, thì các thành phố ở khu vực vùng thảo nguyên tức là Prairies lại là một trong những thành phố rẻ nhất. Một căn hộ, một phòng ngủ ở thành phố Saskatoon của Saskatchewan có giá trung bình là 980 đô la, khiến đây trở thành thành phố rẻ nhất để thuê. Laval, Quebec là thành phố rẻ nhất bên ngoài vùng Prairies với giá thuê trung bình là 1.362 đô la cho một căn hộ, một phòng ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng áp lực lên giá thuê sẽ giảm xuống vào năm 2023 Thị trường nhà ở trong 6 đến 9 tháng tới sẽ có lợi cho người thuê nhà vì sự suy yếu kinh tế sẽ đẩy giá nhà xuống thấp hơn nữa. Người thuê nhà sẽ có nhiều cơ hội mua nhà hơn. Tập đoàn Thế chấp và Nhà ở Canada CMHC dự đoán thị trường nhà ở Canada sẽ giảm mạnh hơn. Giá nhà trung bình trên toàn quốc ở Canada sẽ giảm 14,3% vào quý 2 năm 2023. So với mức cao nhất lịch sử là 770.812 đô la trong quý 1 năm nay một khi lãi suất ổn định, nhu cầu sẽ quay trở lại, gây áp lực tăng giá nhà một lần nữa. Dự kiến giá nhà trung bình sẽ tăng 2,1% vào năm 2024. Còn trên thị trường việc làm, trong năm nay, các nhân viên đã chiếm ưu thế trong việc thương lượng. Theo thống kê Canada, đã có hơn 1 triệu vị trí việc làm trống trong quý 2 năm 2022, tăng so với khoảng 732.000 của năm trước và gần gấp đôi so với thời kỳ trước đại dịch. Nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi vào năm sau. Trong một cuộc suy thoái nhẹ, việc sa thải trên diện rộng khó xảy ra và phần lớn sự cắt giảm sẽ nằm ở các vị trí tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế chuyển sang một cuộc suy thoái thật sự thì việc sa thải nhân viên sẽ mở rộng đáng kể. Lúc đó, người lao động sẽ mất ưu thế thương lượng mà họ đã có trong năm 2022. Chuyên gia cho rằng đó là điều mà bạn sẽ thấy trong một thị trường lao động yếu hơn nhiều nơi cán cân quyền lực dịch nghiêng về phía người sử dụng lao động với lạm phát cao người lao động quan tâm tới việc tăng lương cho dù ở công việc hiện tại hay là ở các vị trí mới nhưng khi bước vào thời kỳ suy thoái mọi người sẽ quan tâm hơn đến việc duy trì công việc của họ hơn sinh viên mới tốt nghiệp có thể sẽ chịu nhiều tác động của thị trường việc làm suy thoái trong thời gian dài chi tiêu ở các hộ gia đình cũng sẽ có thay đổi khi thời buổi kinh tế trở nên khó khăn các khoản chi tiêu không cần thiết như là bữa ăn hàng, đi xem phim, đồ ăn vặt hàng ngày và cả những kỳ nghỉ đắt đỏ sẽ là những mục đầu tiên bị loại ra khỏi ngân sách. Một số gia đình có thể cũng phải cắt giảm từ việc mua thực phẩm hoặc là thay đổi các chi phí cần thiết khác như là nhà ở. Các chủ doanh nghiệp nhỏ đang trong một giai đoạn khó khăn khác sau khi vực dậy từ đại dịch và một số có thể không sống sót qua thời kỳ chi phí gia tăng và chi tiêu tiêu dùng thận trọng vì khi chi tiêu vào những thứ như là thực phẩm và giải trí bị cắt giảm, người lao động trong những lĩnh vực đó có thể bị giảm giờ làm việc. Những người lao động có thu nhập thấp và bấp bênh có thể là những người đầu tiên cảm nhận được ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế. Trước sự hiện hữu gần như là chắc chắn của một cuộc suy thoái sắp diễn ra, chúng ta nên làm gì? Dưới đây là 5 lời khuyên từ các chuyên gia. Thứ nhất, giảm chi tiêu đặc biệt là chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu ngay lập tức hãy tận dụng cơ hội để xem xét ngân sách của bạn và xem xét lại thói quen chi tiêu hàng ngày thay vì mua bữa trưa mỗi ngày hãy cân nhắc việc chuẩn bị bữa trưa xem lại những đăng ký tự động thanh toán tiền từ tài khoản của bạn mỗi tháng đây là thời điểm tuyệt vời để hợp lý hóa và điều chỉnh thói quen chi tiêu của bạn cũng như là xem lại ngân sách trả hết nợ thẻ tín dụng của bạn ngay bây giờ điều quan trọng là phải trả hết nợ lãi suất cao càng sớm càng tốt trong những tháng tới lãi suất sẽ tiếp tục gia tăng khiến việc quản lý nợ khó khăn hơn hãy chú ý đến các khoản thanh toán hóa đơn và tránh trả các khoản phí muộn các khoản phí này cũng cộng dồn theo thời gian lập kế hoạch để bảo đảm các khoản thanh toán hóa đơn được thanh toán đúng hoặc là trước ngày đến hạn thanh toán hóa đơn trễ dẫn đến các khoản phạt tiền mà bạn luôn muốn tránh nhưng đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái hãy chuẩn bị cho tình huống bị mất việc hãy bảo đảm sơ yếu lý lịch tức là resume hay là cv của mình và thư xin việc của bạn được cập nhật và bạn đã sẵn sàng để săn việc trong trường hợp mất việc hãy sẵn sàng tìm một công việc khác ngay lập tức khi những người có ít kinh nghiệm hơn và kỹ năng thấp hơn khó tìm việc bạn nên cập nhật các kỹ năng liên quan đến công việc và nếu có thể hãy cố gắng chuyển sang một công việc chống suy thoái các công việc chống suy thoái kinh tế nhất phụ thuộc vào trình độ kỹ năng nhưng có xu hướng là trong lĩnh vực chính phủ chăm sóc sức khỏe và trong lĩnh vực giáo dục tất nhiên những công việc này không dành cho tất cả mọi người mỗi người nên cân nhắc các lựa chọn có lợi cho bộ kỹ năng và sở thích của mình những lời khuyên này có thể sẽ dễ làm hơn là những chiến lược khác nhưng có lẽ bài học quan trọng nhất là luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất suy thoái hay là suy thoái kinh tế là một phần của chu kỳ kinh doanh mô tả những thăng trầm của nền kinh tế các cuộc suy thoái thường tái diễn mỗi thập kỷ một lần và đôi khi thường xuyên hơn. Chúng ta hãy lập kế hoạch đề phòng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và hy vọng điều tốt nhất sẽ đến. Phần thông tin của toàn cảnh chương trình Canada và thế giới xin được kết thúc tại đây và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện tại Canada và thế giới đáng chú ý tuần qua. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Thủ hiến François Legault lại thắng lớn ở cuộc bầu cử Quebec năm 2022 với một chính phủ đa số. Thủ hiến François Legault đã được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ hai làm thủ hiến Quebec với một chính phủ đa số. Trong vòng 15 phút sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc trên toàn tỉnh vào đêm bầu cử, báo chí đã tuyên bố đảng Liên minh Avenue Quebec CAQ đã giành được chiến thắng vang dội trong cơ quan lập pháp tỉnh Quebec. Tính đến, đến khuya thứ Hai ngày 3 tháng 10, đảng CAQ đã dẫn đầu với 89 ghế, là một sự gia tăng đáng kể so với số ghế của đảng là 76 ghế trước khi quốc hội giải tán vào mùa hè. Ở tỉnh Quebec, một đảng cần 63 ghế để chiếm đa số. Về tình hình dịch COVID-19, báo cáo do Giám đốc Y tế Canada bà Theresa Tam đồng tác giả tuyên bố các biện pháp COVID-19 của Canada đã giúp tránh được 800.000 ca tử vong một báo cáo mới từ các nhà khoa học tại Cơ quan Y tế Công cộng Canada và đồng tác giả là Giám đốc Y tế Công cộng Canada, tiến sĩ Theresa Tam ước tính rằng nếu không có các biện pháp y tế công cộng và không có vaccine, 800.000 người đã chết vì COVID-19 ở Canada. Theo đó, thì trường hợp xấu nhất sẽ là 34 triệu người Canada có thể đã nhiễm virus nếu virus được phép hoạt động tự do. 2 triệu người trong số đó sẽ phải nhập viện và 800.000 người có thể đã tử vong. Nghiên cứu đã sử dụng thông tin cho đến tháng 4 năm nay. Vào thời điểm đó, thì 150.000 người đã phải nhập viện và 38.783 người đã tử vong. Một con số đã tăng trong mùa hè và hiện là hơn 45.000 trường hợp tử vong. Trong các diễn biến khác, Giám đốc điều hành Hockey Canada và toàn bộ ban giám đốc từ chức, hàng loạt các tổ chức ngừng hợp tác. Sau 3 tháng lãnh đạo Hockey Canada giữa các cuộc tranh cãi và khi tổ chức này phải đối mặt với những lời kêu gọi thay đổi ban lãnh đạo, giám đốc điều hành Scott Smith đã từ chức có hiệu lực ngay lập tức. Hockey Canada cho biết rằng một ủy ban quản lý tạm thời sẽ được thành lập để điều hành tổ chức cho đến khi nhóm giám đốc tiếp theo bổ nhiệm một giám đốc điều hành mới. Vài giờ trước thông báo trên, hàng loạt các công ty tên tuổi lớn tuyên bố ngừng tài trợ cho các đội nam của Hockey Canada, bao gồm công ty sản xuất đồ thể thao Bauer, Hockey Quebec, Nike, Canadian Tire và Tim Hortons. Tỉnh Alberta đã có một thủ hiến mới. Bà Daniel Smith đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến 19 của Alberta vào sáng thứ Ba sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua lãnh đạo đảng bảo thủ thống nhất UCP vào tuần trước. Bà Smith đã thay thế ông Jason Kenney làm lãnh đạo đảng và sẽ vẫn là thủ hiến cho đến khi ít nhất là cuộc bầu cử cấp tỉnh tiếp theo được ấn định vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ngay sau đó, thì bà Smith đã phải nhận rất nhiều chỉ trích vì đã lên tiếng cho rằng những người chọn không tiêm vaccine là những người bị phân biệt, bị chống lại nhiều nhất mà bà từng thấy. 65 nhân chứng sẽ làm chứng trong cuộc điều tra về việc sử dụng đạo luật khẩn cấp Cuộc điều tra làm nên lịch sử về việc chính phủ liên bang đã sử dụng quyền hạn khẩn cấp để dập tắt cuộc biểu tình của đoàn xe tự do vào mùa đông năm ngoái đã chính thức bắt đầu vào cuối tuần này. Cuộc điều tra dự kiến sẽ lắng nghe 65 nhân chứng bao gồm những người tham gia biểu tình, các đại diện thực thi pháp luật, các bộ trưởng nội các và các quan chức của chính quyền các tỉnh và thành phố, cũng như các doanh nghiệp và tổ chức bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình. Một vài cái tên lớn nhất bao gồm thủ tướng Justin Trudeau và Chrystia Freeland là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính và bà Anita Anand là Bộ trưởng Quốc phòng liên bang. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Bộ trưởng Freeland cảnh báo thế giới có thể sẽ tiếp tục đối mặt với một nước Nga chuyên chế. Phó Thủ tướng Canada đã kêu gọi các nền dân chủ trên thế giới đối đầu với viễn cảnh kinh tế khó khăn của một trật tự thế giới mới đầy nguy hiểm. Bà cũng thể hiện mong muốn tìm kiếm mục tiêu chung trong khi gìn giữ các giá trị của sự thịnh vượng, an ninh năng lượng, bảo vệ hành tinh và nền thương mại tự do và công bằng. Bà Chrystia Freeland đã đưa ra một cáo phó hùng hồn cho hòa bình và sự ổn định tương đối trong 33 năm kể từ khi bức tường Berlin Wall sụp đổ năm 1989, và điều mà bà cho là sự vi phạm mang rợ của Nga đối với chủ quyền Ukraine vào cuối tháng 2 năm nay. Bà Freeland đã nói với các học giả Canada, Hoa Kỳ và các bên liên quan tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn ở Washington, D.C., và bà đã đưa ra một lời kêu gọi rõ ràng cho các quốc gia phản đối lại Tổng thống Putin. Những mối nguy hiểm mà thế giới phương Tây phải đối mặt không chỉ giới hạn ở Tổng thống Nga và chúng cũng sẽ không biến mất kể cả khi Ukraine chiến thắng. Quỹ thảm họa liên bang của Canada đã chi hơn một nửa dù dự kiến sử dụng chúng trong 10 năm. Chính phủ Canada đã thành lập Quỹ Thích ứng và Giảm nhẹ thiên tai (DNAF) vào năm 2018, với ngân sách ban đầu là 2 tỷ đô dùng trong vòng 10 năm. Sau đó, quỹ đã được bổ sung 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 để sử dụng trong 12 năm. Nhưng tính đến tháng 9, 2,2 tỷ đô la trong số vốn tài trợ của chương trình đã được chỉ định, theo phát ngôn viên của Bộ Cơ sở Hạ tầng Canada. Bộ này xác nhận rằng họ đã nhận được nhiều yêu cầu tài trợ hơn là mức có thể chi trả bằng số tiền trong quỹ, Mục tiêu của chương trình là làm cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các hiện tượng thời tiết thảm khốc như là bão Fiona, những sự kiện mà đang diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Bác sĩ hàng đầu của Ontario thúc giục đeo khẩu trang, cảnh báo các hạn chế COVID-19 có thể trở lại. Tiến sĩ Karen Moore lo ngại các trường hợp COVID-19 đang gia tăng vào mùa đông có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn của tỉnh buộc chính phủ Ford có khả năng mang trở lại chính sách đeo khẩu trang bắt buộc nếu tình hình xấu đi. Cảnh giác trước tình trạng không truyền máu do lo ngại vô căn cứ về vaccine COVID-19, các bác sĩ ở Alberta đang lên tiếng cảnh báo về một xu hướng nguy hiểm được lan truyền bởi những thông tin sai lệch và xu hướng này có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân. Hiện tại thì nhiều người bệnh nhân từ chối truyền máu nếu máu đó là từ một người hiến tặng đã nhận vaccine COVID-19. Các chuyên gia rất lo lắng về điều này vì nguồn cung máu của Canada không có thông tin về tình trạng tiêm chủng COVID-19 của người hiến tặng. Điều đó cũng có nghĩa là không thể lựa chọn truyền máu không có vaccine. Việc từ chối truyền máu đồng nghĩa với việc tính mạng bạn sẽ bị đe dọa. Giá dầu ở Canada và Hoa Kỳ chênh lệch 30 đô la một thùng là mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2018. Một thùng dầu chuẩn ở Bắc Mỹ hiện đang được bán với giá khoảng 90 đô la Mỹ một thùng, nhưng dầu thô nặng đến từ các khu dầu mỏ của Canada đang mang lại ít hơn 30 đô la Mỹ do tình trạng mất cân bằng hoàn hảo giữa cung và cầu. Hỗn hợp dầu được gọi là West Texas Intermediate, tức là dầu WTI, có giá khoảng 87 đô la Mỹ một thùng vào thứ năm con số này giảm so với mức cao nhất gần đây, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá cho mỗi thùng dầu thô từ các mỏ dầu của Canada là một loại dầu thô đặc hắc ín và chua có tên là Western Canada Select WCS. WCS đã có giá hơn 53 đô la Mỹ một thùng vào thứ Năm, là mức rẻ nhất kể từ khi Tổng thống Nga Putin xâm lược Ukraine. Loại dầu này cũng rẻ hơn 34 đô la Mỹ một thùng so với WTI. Đây là mức chênh lệch lớn nhất giữa hai loại kể từ năm 2018. Lý do cho sự chênh lệch giá này là không phải tất cả các nhà máy lọc dầu đều có khả năng xử lý loại dầu của Canada. Ngoài ra thì chi phí vận dầu từ Bắc Alberta đến các nhà máy lọc dầu ở Hoa Kỳ cũng làm ảnh hưởng đến giá cả. Sau đây là một số tin vắng trên thế giới trong tuần qua. Hơn 110 người đã thiệt mạng trong siêu bão Yên Tính đến ngày 7 tháng 10, có ít nhất 119 người ở Florida, North Carolina, Virginia và Cuba đã thiệt mạng do cơn bão In, là cơn bão cấp 4 với sức gió 150 dặm một giờ. Tại Florida, ít nhất 109 người đã thiệt mạng do cơn bão. Phần lớn các trường hợp đó được báo cáo ở quận Lee bị ảnh hưởng nặng nề và các quan chức cho biết hàng chục nạn nhân bị chết đuối. Tại Cuba, số người tử vong vì cơn bão In là 3 người theo báo cáo từ Liên hiệp quốc. Các đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành trên khắp đảo quốc này, nhưng một cuộc khảo sát ban đầu cho biết hơn 100.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc là bị phá hủy bởi cơn bão. Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện. Sáng ngày 3 tháng 10, Sở Y tế thành phố Sài Gòn đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ qua giám sát dịch tễ là ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Chiều 13 tháng 10, bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Sài Gòn cho biết bệnh nhân nữ 35 tuổi Hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau 3 tuần điều trị, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần chưa có triệu chứng. Theo dự kiến, bệnh nhân đã được xuất viện vào ngày 14 tháng 10. Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, tổng thống Putin xác nhận Nga dội tên lửa vào Kiev để đáp trả vụ nổ trên cầu Crimea. Ngày 10 tháng 10, Moscow đã dội tên lửa xuống ít nhất 11 thành phố của Ukraine, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Đây là một tấn công trên không lớn nhất mà tổng thống Nga Putin ra lệnh thực hiện kể từ những ngày đầu chiến sự bùng nổ. Tổng thống Putin nói rằng, các cuộc tấn công tên lửa nhằm để trả đũa vụ nổ hôm 8 tháng 10 tại cây cầu huyết mạch duy nhất nối bán đảo Crimea với Nga. An ninh Nga đã bắt 5 người Nga, 3 người Ukraine và Armenia với cáo buộc liên quan vụ nổ. Theo cơ quan an ninh liên bang Nga, chủ mưu vụ tấn công trên cầu Crimea là Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Kirill Budanov. Cơn bão Julia đã tấn công Trung Mỹ hàng chục người thiệt mạng. Tính đến ngày 11 tháng 10, ít nhất 28 người đã tử vong sau khi cơn bão Julia gây ra mưa và lở đất ở một số nước Mỹ Latin, bao gồm Guatemala và El Salvador. Bão Julia đã đổ bộ vào bờ biển trung tâm Caribbean của Nicaragua với sức gió duy trì tối đa là 85 dặm một giờ, tức là 140 km một giờ. Cơn bão đã tiến vào Thái Bình Dương vào cuối ngày như một cơn bão nhiệt đới. Khoảng 1.300 người ở Guatemala đã phải rời bỏ nhà cửa vì lũ lụt và nước suối dâng cao. Du khách đổ xô đến Nhật Bản sau khi các hạn chế COVID-19 được dỡ bỏ. Hàng loạt du khách từ nước ngoài đã bắt đầu đến Nhật Bản sau khi quốc gia này đã chấm dứt các hạn chế COVID-19 đã được áp dụng trong hơn 2 năm vừa qua. Du lịch miễn thị thực ở Nhật Bản đã mở cửa trở lại cho các chuyến công tác và du lịch ngắn hạn từ hơn 60 quốc gia. Air Canada cho biết lượng đặt chỗ cho chuyến du lịch Canada đến Nhật Bản trong tháng này đã tăng 51% so với tháng 9, trong khi số lượng du khách từ Nhật Bản đến Canada đã tăng 16% so với cùng kỳ. Các quy tắc bắt buộc để du khách nhập cảnh Nhật Bản bao gồm đã được tiêm chủng đầy đủ cộng với một mũi nhắc lại hoặc làm xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và đeo khẩu trang khi có mặt tại đất nước mặt trời mọc. Hầu như tất cả du khách đến từ Hoa Kỳ, phần còn lại của châu Á, châu Âu và Nam Mỹ sẽ không phải thực hiện quy trình kiểm dịch. Châu Âu đang đứng trước nguy cơ bước vào một làn sóng Covid-19 khác. Một làn sóng nhiễm COVID-19 khác có thể đã bắt đầu ở châu Âu khi các ca bệnh bắt đầu gia tăng khắp khu vực. Dữ liệu theo khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, chỉ có châu Âu ghi nhận sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 10, tăng 8% so với tuần trước đó. Các chuyên gia y tế công cộng đã cảnh báo rằng sự mơ hồ và nhầm lẫn về các loại vaccine hiện có sẽ làm hạn chế việc tiêm chủng tăng cường trong khu vực. Cho đến nay thì hàng triệu người trên khắp châu Âu vẫn chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Về bệnh động mùa khỉ, WHO cho biết bệnh động mùa khỉ đã vượt 70.000 ca trong năm nay. Số ca bệnh trong đợt bùng phát bệnh động mùa khỉ trên toàn cầu hiện đã lên tới 70.000 ca, với 26 trường hợp tử vong, theo báo cáo hôm 12 tháng 10 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể, hơn 42.000 trường hợp mắc bệnh động mùa khỉ đã được báo cáo từ châu Mỹ, và gần 25.000 trường hợp từ châu Âu. Theo bản tổng hợp của WHO, có 97% bệnh nhân là nam giới, với độ tuổi trung bình là 35 tuổi. 90% xác định là nam quan hệ tình dục đồng giới và 49% dương tính với HIV. Ông Elon Musk bán nước hoa mới với giá 100 đô la Mỹ một chai. Người đàn ông giàu nhất thế giới này, ông Elon Musk đã chớp lấy thời cơ mới để tung ra loại nước hoa có tên là Burn Hair, mà ông cho biết đã bán được 10.000 chai và kiếm về 1 triệu đô la chỉ trong vài giờ. Công ty The Boring Company của Musk thậm chí còn lập ra một trang web cho Burn Hair, đăng kèm ảnh một chai thủy tinh đỏ với nhãn hiệu Burn Hair. Nước hoa Burn Hair có giá 100 đô la Mỹ một chai và dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào quý đầu tiên của năm 2023. Robot AI đầu tiên phát biểu trước thượng viện Anh, hôm 11 tháng 10, Aida đã trở thành con robot đầu tiên trên thế giới tham gia phiên họp ủy ban truyền thông và kỹ thuật số của thượng viện Anh, được mô tả là nghệ sĩ robot hình AI siêu thực đầu tiên trên thế giới. Aida được tạo ra bởi các nhà khoa học tại Đại học Oxford và được đặt theo tên của nhà toán học và máy tính người Anh Ada Lovelace. Công chúng một lần nữa có thể bước vào khoang vương miệng của tượng nữ thần tự do lần đầu tiên kể từ khi bức tượng đã đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 vì đại dịch Covid-19. Trong khi các phần của tượng nữ thần tự do đã dần được mở cửa trở lại trong suốt đại dịch, phần khoang vương miệng của bức tượng đã không chào đón công chúng trong hơn 2 năm rưỡi qua. Cơ quan công viên quốc gia, đơn vị quản lý tượng đài thành phố New York, đã cố gắng tổ chức buổi mở cửa trở lại vào cuối tháng 10 mà không quảng bá rầm rộ mục đích là để kỷ niệm 136 năm ngày bức tượng được khánh thành vào năm 1886. SpaceX của tỷ phú Elon Musk mới đây cho biết du khách vũ trụ đầu tiên trên thế giới là ông Dennis Tito và bà Akiko là vợ của ông đã đăng ký bay quanh mặt trăng trên tên lửa Starship của công ty Kỹ sư phân tích tài chính Tito, 82 tuổi, cũng từng là người đầu tiên trả tiền cho một chuyến đi vào không gian trong sứ mệnh Soyuz TM-32 của Nga vào năm 2001, khi ông đã dành gần 8 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế. Với chuyến hành trình kéo dài gần một tuần của chuyến bay SpaceX, tên lửa sẽ di chuyển trong vòng 200 km quanh mặt trăng mà không cần hạ cánh trên bề mặt của nó. Mới đây, trang web tài chính cá nhân WalletHub đã công bố báo cáo về các thành phố an toàn nhất ở Mỹ, sau khi đã so sánh hơn 180 thành phố trên 42 chỉ số chính. Columbia, Maryland là thành phố an toàn nhất ở Mỹ và được xếp hạng thứ 63 về thiên tai. Mặt khác thì St. Louis được xếp hạng là thành phố an toàn thứ 179 và được xếp hạng là 110 thành phố nguy hiểm nhất. Ba thành phố an toàn nhất ở Mỹ theo BXH là Columbia, Maryland, thứ hai là Nashua, New Hampshire, và thứ ba là Laredo, Texas. Ba thành phố kém an toàn nhất trong danh sách này đó là thứ nhất, Chattanooga của Tennessee, thứ hai là Jackson, Mississippi, và thứ ba là Oakland, California. Tại London, Anh Quốc, kiệt tác của danh họa Van Gogh bị ném súp cà chua vào sáng thứ Sáu tại London, hai người biểu tình đã bị bắt với cáo buộc gây thiệt hại hình sự và làm trầm trọng thêm hành vi xâm phạm sau khi họ đã ném súp cà chua vào bức tranh Sunflowers, hoa hướng dương của danh họa Vincent Van Gogh. Video về vụ việc cho thấy hai người biểu tình, những người mà cảnh sát cho là cùng với nhóm Just Stop Oil, một nhóm vận động vì khí hậu ở Anh đã ném chất lỏng vào bức tranh tại phòng trưng bày quốc gia ở quảng trường Trafalgar, London. Cảnh sát đã bắt giam những người biểu tình sau khi dỡ bỏ lớp keo dán của họ khỏi bức tường. Phần tin này cũng đã kết thúc bản tin tối nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin của sáng ngày mai.